Vinhomes Global Gate khu đô thị sinh thái kết hợp vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng có quy mô lên đến 385 ha do chủ đầu tư Vingroup phát triển, dự án tọa lạc tại đường Trường Sa, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Vinhomes Global Gate được Vinhomes kiến tạo để trở thành một thành phố thu nhỏ hiện đại và năng động, nơi an cư lý tưởng cho cư dân Việt Nam. Sự xuất hiện của hàng loạt công trình vui chơi, giải trí, chuỗi tiện ích All-in-One đủ đầy đưa Vinhomes Global Gate của Loa trở thành thành phố triệu điểm đến. Khu đô thị đáng sống bậc nhất mà còn là môi trường kinh doanh sinh lời vàng ròng đối với mọi nhà đầu tư. Giá bất động sản Đông Anh biến động trái chiều dù cùng hưởng lợi từ năm động lực. Hơn nửa năm trở lại, giá bất động sản Đông Anh trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư nhờ liên tiếp nhận tin vui. Đầu tiên, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận Đông Anh. Thứ hai, cũng trong tháng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, tuyến đường vành đai 3 đi qua địa bàn 9 xã thuộc Đông Anh, bao gồm Liên Hà, Việt Hùng, Uy Nỗ, thị trấn Đông Anh, Tiên Dương, Vân Nội, Nguyên Khê, Bắc Hồng và Nam Hồng. Thứ ba, Hà Nội phê duyệt đầu tư 10 dự án hạ tầng quy mô lớn khác tại Đông Anh, bao gồm xây dựng tuyến đường gom quốc lộ 3 đi qua xã Vân Hà đến hết địa phận Đông Anh, dài 1,8 km rộng 40 m, 278 tỷ đồng, xây dựng tuyến đường LK51 đoạn từ quốc lộ 3 mới đến đường Uy Nỗ, xây dựng tuyến đường LK53 đoạn từ đường kinh tế miền Đông đến hết địa phận huyện Đông Anh, xây dựng tuyến đường LK47 Nam Hồng Tiên Dương, xây dựng tuyến đường từ CCN Nguyên Khê đến xã Bắc Hồng. Đặc biệt là dự án xây dựng tuyến đường từ đường sắt Hà Nội Lào Cai đến khu công nghiệp Đông Anh. Thứ tư, Hà Nội sẽ ba xây ba cây cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Thượng Cát và cầu Thăng Long mới. Thứ năm, tập đoàn BRG Việt Nam và tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản, đã công bố triển khai dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư gần 4,2 tỷ đô la Mỹ trên tổng diện tích gần 272 ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh. Bất động sản Đông Anh biến động trái chiều. Năm động lực nêu trên đã khiến bất động sản Đông Anh trở thành địa chỉ cho giới đầu tư hoạt động nhộn nhịp. Theo đánh giá năm động lực trên giúp cho giá đất tại các xã có các dự án nói trên tăng từ 10, 20 triệu m2. Mặc dù vậy, các phân khúc được tìm nhiều nhất theo thứ tự là nhà riêng, nhà liền kề, chung cư, nhà phố, biệt thự, cuối cùng là đất nền. Nhà riêng, nhà phố tại các xã có dự án, tuyến đường đi qua như Kim Nỗ, Hải Bối, Vĩnh Ngọc nằm trong dự án thành phố thông minh có giá bán phổ biến từ 60 đến gần 80 triệu đồng trên mét vuông. Chung cư cũng lên giá khá nhiều, một căn góc 76 mét vuông tòa C dự án Intercom Riverside thuộc xã Vĩnh Ngọc có giá 35 triệu đồng trên mét vuông. Trong khi đó, trước khi Hội đồng Nhân dân thành phố, Hà Nội biểu quyết thành lập quận Đông Anh và các dự án hạ tầng lớn. Căn góc 82 mét vuông chung cư Eurowindow River Park tại xã Đông Hội, nơi có đường dẫn lên cầu Tứ Liên, trên đường 5 kéo dài, trường Sa qua cầu Đông Chủ. Gần các tuyến đường lớn của thủ đô có giá bán 2.1 tỷ đồng, tương đương 25.61 triệu đồng trên mét vuông với đất nền lại khác, giao dịch đất nền vẫn trầm lắng. Luật kinh doanh bất động sản được Quốc hội thông qua cuối năm 2023 cấm phân lô, bán nền thuộc khu vực phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại 1, 2, 3. Cụ thể, điều 31 quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở thuộc khu vực phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Như vậy Quy định này chặt chẽ hơn so với quy định hiện hành chỉ ngăn chặn phân lô, bán nền tại các phường của các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại một trực thuộc trung ương. Do vậy, ở các xã có các dự án, tuyến đường lớn đi qua như Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Uy Nỗ, xuất hiện mức giảm giá nhà đất 10 đến 25%. Giá đất nền trong ngõ, ô tô có thể di chuyển, hiện dao động ở mức 33, 38 triệu đồng trên mét vuông, thấp hơn so với mức giao 45, 55 triệu đồng trên mét vuông hồi đầu năm 2022. Dự án Vinhomes Global Gate thuộc xã Đông Hội nằm ở phía nam huyện Đông Anh, có vị trí địa lý. Phía đông giáp xã Mai Lâm. Phía tây giáp xã Xuân Canh. Phía nam giáp quận Long Biên với danh giới là Sông Đuống. Phía bắc giáp xã Cổ Loa và xã Xuân Canh. Xã Đông Hội có diện tích 7,24 km2, dân số năm 2022 là 15.438 người, mật độ dân số đạt 2.132 người km vuông. Xã có tòa trung cư Euro Window River Park. Xã Đông Hội được chia thành 6 thôn, Tiên Hội, Trung Thôn, Hội Phụ, Lại Đà, Đông Ngàn, Đông Chủ. Các tuyến, hệ thống giao thông quan trọng đi qua xã. Quốc lộ 5, đường 5 kéo dài, khu công nghiệp Thăng Long, Cầu Chui. Quốc lộ 3, Hà Nội, Cao Bằng. Đường D Tả Đuống. Đường sông, sông Đuống, sông Ngũ huyện Khê. Hệ thống xe buýt 15, 17, 43, 46, 65, 122. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, quê ở thôn Lại Đà. Triển lãm quốc tế Grand Expo Vinhomes cổ loa có gì độc đáo? Tổ hợp triển lãm quốc tế Grand Expo Vinhomes cổ loa được mệnh danh là thành phố triển lãm với quy mô lớn nhất châu Á. Đây cũng là một trong những tiện ích độc đáo bậc nhất đại đô thị Vinhomes Global Gate cổ loa Đông Anh. Dự án Vinhomes Global Gate cổ loa có những tiện ích gì? Với quy mô lên tới 385 ha, dự án Vinhomes của Loa Đông Anh không chỉ mang tới thị trường những loại hình bất động sản đắt giá mà còn sở hữu chuỗi tiện ích hiện đại bậc nhất. Tại dự án này, chủ đầu tư tâm huyết kiến tạo một không gian sống đa màu sắc, một điểm đến mới hấp dẫn dành cho cư dân thủ đô và khu vực lân cận. Vinhomes của Loa sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp có 102 có tại đây phải kể đến như Tổ hợp triển lãm quốc tế Grand Expo lớn nhất Đông Nam Á là điểm đến cho các sự kiện thương mại, triển lãm mang tầm cỡ quốc tế. Tòa tháp đôi với cầu kính kết nối tòa khách sạn và tòa văn phòng đầu tiên và duy nhất có tại Việt Nam. Công viên thiên niên kỷ Millennium Park 5,6 ha sở hữu quảng trường sự kiện cùng nhiều khu cảnh quan độc đáo. Tổ hợp công viên 7,6 ha dọc trục đường Trường Sa mang đến không gian sinh thái như lá phổi xanh của toàn đại đô thị. Trung tâm thương mại Vincom lớn hàng đầu cả nước điểm đến mua sắm, giải trí hấp dẫn thu hút cư dân. Tổ hợp tiện ích thương hiệu Vingroup, Vinmec Vinschool Vinmec. Trong hệ thống tiện ích đa dạng kể trên, tổ hợp triển lãm quốc tế Grand Expo được xem là điểm nhấn độc đáo bậc nhất khu đô thị. Với quy mô lên tới 90 ha, đây chính là tổ hợp triển lãm lớn châu Á và thứ năm thế giới. Triển lãm quốc tế Grand Expo Vinhomes cổ loa điểm nhấn tiện ích độc đáo. Triển lãm quốc tế Grand Expo là công trình có quy mô lớn, được phát triển theo mô hình hội trợ triển lãm quốc gia, khu trung tâm hội nghị quốc tế và khu phụ trợ phục vụ hội trợ triển lãm và khách sạn nằm trong khu đô thị Vinhomes của Loa, Grand Expo có vị trí siêu kết nối khi gần với đường Trường Sa, cầu Tứ Liên và nhiều tuyến đường huyết mạch. Nhờ vậy, khách hàng đến tham quan, tổ chức sự kiện tại Grand Expo có thể di chuyển dễ dàng, kết nối nhanh chóng với chỉ khoảng 30 phút di chuyển từ trung tâm Hà Nội. Ngoài vị trí đắc địa, triển lãm quốc tế Grand Expo còn sở hữu những điểm nhấn đặc biệt chưa từng có tại Việt Nam. Triển lãm Grand Expo Vinhomes cổ loa có quy mô khủng. Tổ hợp triển lãm quốc tế Grand Expo Vinhomes của Loa có quy mô lên tới 90 ha, diện tích xây dựng công trình trong nhà lên tới hơn 550.000 m2. Với quy mô này, công trình sẽ là khu triển lãm lớn nhất châu Á và lớn thứ năm trên toàn thế giới. Grand Expo có sức chứa hơn 38.000 người, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện triển lãm, hội trợ thương mại quốc tế có quy mô lớn. Đây chính là điểm đến lý tưởng để tổ chức các sự kiện kinh tế, văn hóa lớn, thu hút khách hàng đến từ khắp cả nước và quốc tế thiết kế hiện đại, đẳng cấp. Tổ hợp Grand Expo sở hữu thiết kế hiện đại, sử dụng công nghệ quang điện cùng vật liệu chống nóng tiên tiến, thân thiện với môi trường và hài hòa với thiên nhiên. Đặc biệt, thiết kế công trình còn được lấy cảm hứng từ hình dáng đài sen trang trọng, mang đậm nét văn hóa truyền thông. Không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện triển lãm, thương mại lớn, triển lãm quốc tế Grand Expo còn là công trình mang tính biểu tượng và nghệ thuật đặc sắc. Thiết kế hiện đại của Grand Expo các phân khu chức năng đa dạng Grand Expo được phân chia thành các phân khu chức năng đa dạng như khu triển lãm ngoài trời, khu triển lãm trong nhà, trung tâm hội nghị, trung tâm xúc tiến thương mại, khu trung tâm thương mại, khu tiện ích khác phục vụ giao dịch, mua sắm, giải trí. Trong giai đoạn đầu tiên, trung tâm hội nghị và chính khu vực trưng bày sẽ được sắp xếp theo hình tròn, tạo không gian mở để bố trí những đảo nhỏ và các cây cầu bắt ngang. Bên cạnh đó, hai khu trưng bày 10.000 10 m2 được nối với nhau bởi một tòa nhà hình vòng cung được gọi là concourse. Tổ hợp triển lãm quốc tế Grand Expo được phân chia thành các phân khu chức năng. Có thể thấy, cách thiết kế, bố trí các phân khu chức năng triển lãm quốc tế Grand Expo là vô cùng độc đáo, thông minh. Sự phân chia các khu vực chức năng riêng biệt giúp Grand Expo mang đến sự thuận tiện cùng những trải nghiệm khác biệt cho cư dân, du khách tham gia sự kiện tại đây. Với những ưu thế trong quy mô, thiết kế kể trên, tổ hợp triển lãm quốc tế Grand Expo chắc chắn sẽ mang đến một điểm nhấn đặc sắc ấn tượng và vô cùng hấp dẫn cho đại đô thị Vinhomes Global Gate cổ loa. Kết hợp với hệ thống tiện ích đẳng cấp, Vinhomes cổ loa chính là điểm đến tuyệt vời cho cộng đồng tư dân hiện đại. Grand Expo là tên gọi chính thức của Trung tâm Hội trợ Triển lãm Quốc gia được xây dựng tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trung tâm triển lãm cũng được xây dựng để trở thành một tổ hợp triển lãm quốc tế có quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á, là điểm đến cho các sự kiện thương mại, triển lãm tầm cỡ khu vực và thế giới. Vị trí đắc địa và quy mô ấn tượng Vị trí vàng, kết nối giao thông thuận tiện. Tổ hợp triển lãm quốc tế Grand Expo tọa lạc tại vị trí đắc địa nơi cửa ngõ phía Đông Bắc Hà Nội, ngay mặt đường Trường Sa và kế cận với quần thể đại đô thị Vinhomes Global Gate. Nơi đây sở hữu hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối dễ dàng với các tỉnh thành lân cận và các sân bay quốc tế nội bài, Gia Lâm. Nhờ vậy, Grand Expo thu hút đông đảo khách tham quan, khách hàng tiềm năng từ trong và ngoài nước đến với các sự kiện được tổ chức tại đây. Vị trí của Grand Expo trong tổng thể khu đô thị Vinhomes Global Gate của Loa Quy mô rộng lớn, đáp ứng mọi nhu cầu Nằm trong quần thể khu đô thị mới Vinhomes Global Gate có quy mô lên tới 385 ha, Trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia Grand Expo được xây dựng với tổng diện tích đất quy hoạch là 90 ha, Trong đó có khoảng 55 ha xây dựng công trình trong nhà, bao gồm 12 nhà triển lãm hiện đại với diện tích trưng bày lên đến 110.000 m2 nơi đây có thể đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện quy mô lớn thu hút lượng khách tham quan đông đảo cơ sở hạ tầng hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp không gian triển lãm hiện đại tiện nghi tất cả các không gian triển lãm tại grand expo đều được thiết kế hiện đại thông thoáng với hệ thống mái vòng cao giúp tối ưu hóa việc trưng bày sản phẩm và tạo cảm giác rộng rãi cho khách tham quan hệ thống chiếu sáng hiện đại đảm bảo độ sáng tối ưu cho các gian hàng dịch vụ chuyên nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu Tổ hợp Grand Expo cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, nhiệt tình, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình tổ chức sự kiện. Các dịch vụ đi kèm như dịch vụ thiết kế gian hàng, dịch vụ in ấn, dịch vụ quảng cáo cũng được cung cấp đầy đủ, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Nâng tầm đẳng cấp cho các sự kiện. Grand Expo sở hữu không gian sang trọng, đẳng cấp với thiết kế hiện đại, tinh tế tạo ấn tượng mạnh mẽ cho các khách mời tham dự sự kiện. Nơi đây là địa điểm lý tưởng để tổ chức các sự kiện tầm cỡ, nâng tầm thương hiệu cho doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả tổ chức sự kiện Với cơ sở hạ tầng hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp cùng vị trí đắc địa, Grand Expo giúp nâng cao hiệu quả tổ chức sự kiện, thu hút đông đảo khách tham quan, khách hàng tiềm năng, góp phần thúc đẩy thương mại và quảng bá thương hiệu hiệu quả. Trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia Grand Expo là điểm đến lý tưởng cho các